Ngoại hình và cuộc sống gây choáng của bé Xuân Mai khi làm mẹ ba con tại Mỹ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Long Đài TV. Các bạn thân mến, đã từng có một thời gian tràn lan trên những mặt báo là những thông tin bé Xuân Mai hiện tại đang sống vô cùng khó khăn ở Mỹ, là một bà mẹ ba con, là trụ cột kinh tế trong gia đình, phải đi bán phở, bán tại cửa hàng điện thoại và vân vân, rất nhiều những thông tin trái chiều. Tuy nhiên thì mới đây nhất, Xuân Mai đã xuất hiện tươi tắn trở lại trong tuổi 26 và thông báo đến người hâm mộ của mình về cuộc sống hiện tại của cô ở bên Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất Xuân Mai đã đăng tải một hình ảnh mới trên fanpage của mình. Nữ ca sĩ động viên khán giả vượt qua thời gian khó khăn của mùa dịch bệnh Covid-19. Nhà mình cố giữ sức khỏe nhé, chịu khó ở nhà để sớm được trở lại cuộc sống bình thường, cố lên nào. Bức ảnh của bé Xuân Mai hiện tại đã thu hút nhanh chóng sự chú ý của khán giả. Tại tuổi 26, ngoại hình của cô có phần béo hơn trước, làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi, dấu ấn của thời gian hiện rõ trên gương mặt. Dù thân sắc tươi tắn nhưng mà khán giả vẫn tiếc nuối khi nhớ về con cỏ bé Xuân Mai của thuở nào. Xuân Mai ở độ tuổi 26 tăng cân đáng kể sau khi sinh ba em bé. Cô đã tìm đến công việc kinh doanh thay vì là theo đuổi nghệ thuật. Khi một fan hỏi Xuân Mai có còn đi hát hay không, cô đã đáp, hiện tại thì chưa. Nói về chuyện kết hôn và ở ẩn, Xuân Mai tâm sự. Những người thân đều biết tôi sống thiên về tình cảm, gia đình và luôn luôn mơ ước về tổ ấm riêng của mình. Nhưng tôi cũng rất kỹ tính về chuyện này. Tôi mong muốn các con của mình lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Hiện tại tôi đã có ba bé, hai trai và một gái. Nữ ca sĩ con cò bé tiết lộ được ông xã cưng chiều nhưng mà bản thân tự nhắc nhở phải trưởng thành và chín chắn hơn nữa. Tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn có chồng, có con ở bên cạnh. Trước khi nghĩ hay làm điều gì đó, đều phải nghĩ xem điều mình làm có ảnh hưởng tới gia đình của mình hay không, mọi người có buồn vì mình hay không. Điều đó cũng tốt vì mỗi quyết định đưa ra phải thận trọng, không thể nào nóng vội, Xuân Mai nói. Theo như Xuân Mai chia sẻ, cuộc sống hiện tại của cô không hề hào nhoáng mà giản dị và thoải mái. Hàng ngày vợ chồng cô đi làm, ba con thì nhờ mẹ chồng giúp. Mẹ của Xuân Mai cũng thừa nhận con gái đã từng không dám ra đường vì mặc cảm về ngoại hình của mình. Đó cũng chính là lý do khiến cho Xuân Mai ngại chia sẻ về đời tư hay là xuất hiện trên báo giới. Tôi nghĩ mọi người không nên bàn luận nhiều về vấn đề này mà hãy để cho mọi thứ tự nhiên, mẹ của Xuân Mai bộc bạch. Có dịp trò chuyện cùng với mẹ Xuân Mai, bà đã chia sẻ với chúng tôi rằng sau khi lập gia đình, Xuân Mai đã tạm ngưng ca hát. Nữ ca sĩ cùng với chồng làm việc tại lĩnh vực ngân hàng từ 9 giờ đến 18 giờ. Do quá bận rộn nên ông bà nội và ông bà ngoại thay phiên nhau hỗ trợ Xuân Mai chăm sóc các con nhỏ nên cô không gặp nhiều áp lực. Thời gian gần đây Xuân Mai đã đi theo lĩnh vực kinh doanh vì đại dịch Covid-19. Mẹ của Xuân Mai cũng bác bỏ rất nhiều tin đồn không chính xác về con gái của mình xuất hiện trên mạng xã hội, nhất là thông tin Xuân Mai gặp khó khăn về tài chính tại Mỹ cũng như vất vả làm việc trở thành trụ cột kinh tế chính của gia đình. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại đồn đoán như vậy. Xuân Mai và ông xã không hề gặp bất kỳ một áp lực gì cả. Ngoài giờ làm, cả hai có cuộc sống vui vẻ, thoải mái bên người thân. Những kỳ nghỉ, gia đình chúng tôi còn cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng giữa các bang của Mỹ. Thời gian khó khăn nhất là khi mẹ con của chúng tôi bắt đầu qua Mỹ. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn, Xuân Mai chia sẻ. Mẹ của Xuân Mai cũng cho hay, khi các con trưởng thành, Xuân Mai dự định sẽ trở về Việt Nam hoạt động ca hát trở lại bên cạnh thị trường hải ngoại. Xuân Mai hay còn được biết đến với biệt danh ca sĩ nhí con cò bé sinh năm 1995, nổi tiếng từ khi mới chỉ 1 tuổi. Được biết, lúc đó, bố mẹ của cô đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của cô, thu sẵn một đĩa nhạc để làm kỷ niệm. Đĩa nhạc từ chỗ chỉ dành tặng cho bạn bè người quen, dần dà đã được phát hành ra với một số lượng lớn và bán trên thị trường. Bước sang năm 2 tuổi, Xuân Mai đã chính thức trở thành ca sĩ, khi biểu diễn ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ cũng như thu đĩa, ghi hình. Dù khi đó em còn chưa biết các mặt chữ, chưa biết đến một nốt nhạc nào cả, nhưng mà lại bắt bài rất nhanh, chỉ cần nghe bố mẹ hát một lần là sẽ nhớ lời bài hát và còn hát theo một cách vanh vách. Các đàn anh, đàn chị còn phải quỳ lại bé Xuân Mai trong lĩnh vực bán băng đĩa. Số đĩa của Xuân Mai tính từ thời điểm bắt đầu đi hát là 90 triệu bản đã bán ra trên toàn cầu. Thậm chí con số này còn gấp 2 lần Taylor Swift khi giọng ca Lover mới chỉ bán được 50 triệu album trên toàn cầu. Với số lượng băng đĩa kinh khủng được bán ra, bé Xuân Mai đã được người hâm mộ vinh danh ở hạng mục Best CD Sitting, có nghĩa là nghệ sĩ nữ có CD bán chạy nhất trong mọi thời đại. Bên cạnh đó, Xuân Mai còn là cái tên nằm ở vị trí thứ 15 lượt xem nhiều nhất trên thế giới trên YouTube với hơn 1,5 tỷ lượt vào năm 2015. Dù giờ đây dường như đã lặn mất tăm trên bản đồ V-pop, nhưng mãi khi liệt kê và so sánh, những con số của con cò bé đã làm được với những ngôi sao US, UK thì thực sự là đều làm cho khán giả Việt sốc toàn tập. Với sự yêu mến của khán giả và việc bố mẹ tích cực cho Xuân Mai chạy sâu, thu nhập của cô bé không hề thua bất kỳ một ngôi sao hạng A nào ở thời điểm đó. Nhiều nguồn tin cho biết, cô bé đã sớm sở hữu một khối tài sản kếch xù như một tỷ phú. Thay vì được vui chơi như các bạn nhỏ khác, Xuân Mai đã trở thành máy kiếm tiền cho gia đình. Nhiều người xót xa rằng Xuân Mai đã đánh mất đi cái tuổi thơ của mình.
Thế nhưng cũng từ sự nổi tiếng và giàu có, gia đình nhỏ bé của Xuân Mai đã sớm tan rã. Được biết cuộc hôn nhân đổ vỡ đã đẩy mẹ con của Xuân Mai vào ngõ cụt trắng tay. Mẹ của cô đã đem theo hai con, Xuân Mai và cậu em Rick kém Xuân Mai 2 tuổi, tá túc tại nhà người thân tại Bỉ rồi thuê nhà nay đây mai đó. Rồi ba mẹ con đã sang Mỹ. Cuộc sống của mẹ con Xuân Mai là mỗi ngày vội vàng ra quầy đứng bán thuê cho một tiệm băng đĩa tại góc chợ tụ họp buôn bán của cộng đồng người Việt tại California. Ít ai biết rằng, từ một ca sĩ nhí tài năng thuở nào lại phải đi chạy bàn, bán phở, làm đủ những công việc khác nhau để duy trì cuộc sống trên đất khách quê người. Năm 14 tuổi, Xuân Mai được mẹ đưa về Việt Nam. Vì vẫn rất yêu nghệ thuật, yêu ca hát cho nên cô đã tham gia một số hoạt động ra MV ca nhạc với nhóm Kyo. Tuy nhiên, tiết mục của cô đã không được đón nhận vì khán giả đã khá quen với hình ảnh của bé Xuân Mai, nhỏ nhắn và xinh xắn của trước kia. Xuân Mai từng chia sẻ, khi lên sân khấu hát, có người đã ném đồ lên người của cô vì nghĩ rằng đây là Xuân Mai giả. Thất bại trên chính quê hương và tình yêu nghệ thuật đã bị dội một gáo nước lạnh, Xuân Mai đã âm thầm trở về nước Mỹ. Những năm tiếp theo, Xuân Mai cùng với mẹ và em trai vượt qua rất nhiều sóng gió và khó khăn. Sau đó, Xuân Mai đã lập gia đình, cô hoàn toàn từ bỏ công việc ca hát. Theo nhiều nguồn tin cho biết, chồng cô là một Việt Kiều còn rất trẻ. Cả hai đã chụp ảnh cưới từ rất lâu nhưng nữ nghệ sĩ đã giấu kín mọi thông tin và hình ảnh với khán giả. Năm 2016, cô lần đầu tiên bén duyên với phim ảnh khi đóng phim Kali Mùa Hoa Vàng của đạo diễn Xuân Phước. Trong phim, Xuân Mai vào vai một cô gái ngang ngược, khó tính, lười biếng, có sở thích bài bạc và là nguyên nhân gây ra rất nhiều mâu thuẫn cho gia đình. Chia sẻ với báo chí, Xuân Mai nói rằng cô nhận lời tham gia phim này vì mối thâm tình từ nhỏ với đạo diễn Xuân Phước và cảm thấy thích thú khi hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn khác mình. Hợp tác cùng với Xuân Mai, diễn viên Kali cho biết giọng ca con cò bé bé là một người rất lễ phép, dễ thương, chăm chỉ, chịu khó. Khi đóng phim, Xuân Mai đang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện thoại di động. Dù được khen là diễn xuất tốt nhưng mà do vóc dáng quá đẫy đảo của mình khiến cho khán giả vẫn không thể nào chấp nhận một Xuân Mai của hiện tại. Chính vì vậy, thần đồng âm nhạc thuở nào lại quay về với cuộc sống đời thực trên đất Mỹ. Cũng trong năm 2016, Xuân Mai đã làm mẹ tại tuổi 21. Cho đến cuối năm 2018, cô hạ sinh một bé gái và đó là bé thứ ba trong gia đình nhỏ. Tổ ấm của giọng ca sinh năm 1995 bên Mỹ rất viên mãn và hạnh phúc. Hiện tại, dù đã không còn ở trong showbiz nhưng mà cuộc sống của Xuân Mai vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Làm mẹ lần đầu tiên năm 20 tuổi nhưng Xuân Mai không quá lo lắng vì luôn luôn có chỗ dựa là ông xã và mẹ đẻ. Thần đồng âm nhạc ngày nào cho biết, từ khi mới hẹn hò, cô đã nhận thấy nửa kia của mình có nhiều điểm để trở thành người chồng mà cô đang tìm kiếm. Anh chính là người biến giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của cô trở thành hiện thực. Xuân Mai chia sẻ, không quá quan tâm tới quá khứ vì cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy không xa hoa, hào nhoáng như nhiều nghệ sĩ khác nhưng mà lại ngập tràn tiếng cười. Nhìn ba người con của mình, cô có thêm động lực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chính trong kênh tin tức Lòng Đành TV của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.